Hey, hôm nay mình xin chào anh chị em nha. Hôm nay hai anh em mình đi câu. Đây có hai anh em à. Anh em mình nó đang lắp cái máy oxy pin để mình chạy oxy mấy cái con tôm, của mấy con sên chứ nó bậy. Mấy con sên nè. Mấy con sên của mình để cho nó sống được lâu. Mình câu luôn tới ngày mai á anh chị. Máy bỏ lâu quá không biết còn sử dụng được không nữa anh chị. Thấy không? Trời ơi. Không chạy anh chị ơi. Đây máy oxy mà sữa nó chạy rồi nha. Anh chị ơi. Đó. Anh chị nghe chạy chưa? Đổ qua đây đi, đổ qua thau bự đi. Đổ bên đây thau bự. Ừ, đổ thau bự. Đổ thau bự anh chị. Đây. Cho nó qua thau bự. Rồi hồng đổ vô đó luôn. Cho bự cho nó lòng rãi cho nó dễ sống. Một tí rồi ha. Này làm như nó có bơm oxy đó thì xem là quá đẹp. Rồi sao bữa nay nó đều đều đẹp lên được, không có con nào bự, nó nhỏ nhỏ đều 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 câu thôi, quá ngon chị em. Chạy máy oxy giờ vô trong. Đây câu của mình đây, mình đã đánh xuống 4 cân nè. Giờ mình chỉ cần chờ cá ăn thôi anh chị. Đây là sông của mình, là sông Hầm Luôn đó nghe anh chị. Sông Hầm Luôn ở đây là nhánh sông nhỏ của khúc Cồn Linh đó nha anh chị. Đây. Đây nè, bên đó có chiếc cano chuẩn bị nó ra nó câu nữa anh chị, của một bạn mình ở gần trong chợ cái mít ở gần nhà mình luôn. Đang sửa cái gì đó không biết, xong là nó ra nó câu với mình đó. Chưa. Chưa có con nào ăn á. Sửa rồi chưa? Có, ở đây ra hết nghe rồi. Rồi ra câu. Đây anh chị, hướng này là hướng lên Bến Tre nè. Đáo lại với 4 cần câu của mình thì anh chị mình tắt video chút xíu nha anh chị, khi có cá ăn thì mình sẽ quay tiếp cho anh chị xem. Cảm ơn anh em. Hậu quay, Hậu quay cho anh em xem cái cá bự. Ủa nó ăn bật cái cần lên đây đi cho dễ thấy cá bự anh em ơi. Đó, thấy chưa? Đó, nước lúc rồi. Ôi dồi dồi. Ôi dồi. Ôi nó đã. Quá đã nè mày. Nó mất cái mép. Mép chứ chưa lúc. Chứ phải nước lúc anh em ơi. Hết đã luôn. Ăn hột hai ba đống chứ không có quay kịp. Nè anh em. Thấy chưa? Còn gì nữa? Còn gì nữa đâu. Đó là bố cái đồ này xấu chắc cũng lụm con nữa. Lưỡi ra luôn anh em ơi. Thôi hên. Móc ngay cái mép nè. Thôi. Mép lỗ lỗ chả. Đã. Đi qua mình dèo mặt lấy như vậy nè. Cái chung vô lấy cái vật đội đầu hết cái này. Dây đèn nó ngon vô
lâu lắm rồi mình mới có dính được cá bự nghe nè. Cá này chắc chừng 3-4 kg nữa. Ký chứ không bự lắm. Nhìn cái bụng nó đã. À, một cái chắc để sảy anh em. Sảy cái rồi luôn. À không có chứ đâu có mình để sảy tức dữ. Đúng rồi. Xuống nước cái gì đây nó chết. Hay thằng cháu mình nó câu dính cốt nữa anh chị ơi. Cốt bự chứ. Anh chị. Này thấy rồi. Rồi cũng cảm ơn lao của mình hồi nãy đó anh chị ơi. Đây cá của mình hồi nãy nè. Rộng nó nãy giờ nó đóng cặn, đóng bụi tùm lum hết. Đó. Cái câu cá út luôn. Ừ, rồi. Đây cái tiền câu của mình nè. Rồi mình tắt máy xe hơi chút xíu. Anh chị em tiếp tục đánh cá nữa nha anh chị em. Cái con lao nhỏ xíu à. Rồi, nó móc ở đâu á? Ở trên sẻ hả không? Móc trên cái lưng. Nhẹ nhẹ không? Cưng cưng nữa không? Đây, đây anh chị ơi. Móc cái lưng nè anh chị. Tình người nghe không? Trời ơi, nó móc cái lưng hết thân. Đó, tay này là dẫn màu anh chị. Chứ nó chưa có ăn được. Chạy. Rồi, tụi mình cũng cuốn về. Trời cũng đã sáng rồi anh chị. Mình dựng chân trời rồi. Trời, mất luôn. Mình kéo lên mình về nha anh chị. Rồi. Cảm ơn anh chị em đã xem video của mình. À, anh chị em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh chị. Rồi xin chào anh chị nha.